kiểu như kiểu bị vẩy màu vào trong á. Nhưng mà cái rồng tam này nhìn như thế này cả nhà nhá. Ơi chồng mình đang, anh đang trang trí lại cái đĩa. Ồ, anh đang trang trí lại cái đĩa hoa quả cả nhà nhá. Ôi lúc đầu đẹp đẹp cơ, bây giờ anh nặn như nào kem nó thành ra như này, nhưng không sao cả nhà nhá. Wow, super. Wow, dễ thương không cả cả nhà? Cả nhà ơi, dễ thương không ạ? Rồi, bố làm đĩa hoa quả cho mẹ này. Wow, cả nhà ơi, dễ thương không ạ? Chồng mình rất khéo tay về cái đồ mà trang trí bánh hoa quả các thứ cả nhà. Ôi, ngon quá cả nhà ơi. Xem nào, wow, thấy chưa? Thấy chưa cả nhà, ngon nhá. Xin chào. Xin chào cả nhà đã đến với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ. Hôm nay là 500 lượt xem đầu tiên, nên là gia đình mình rất là vui và mình rất là cảm ơn các bạn. Nên hôm nay là chồng mình làm một đĩa hoa quả để cho vợ chúc mừng, vợ ăn mừng. Nên là mời cả nhà nhá, để xem là những cái hoa quả như này có ngon không. Nào mình sẽ khoe cho các bạn một chút về cái hoa quả trên cái đĩa này nhá. Đây, có lê, có táo, có dưa lưới, có quả mâm xôi đen. Đấy, cả nhà thấy không ạ? À? Có nho, có dâu tây và vip kim cả nhà nhá. Đấy, rất là hấp dẫn phải không ạ? Nào xin mời các bạn nha. Đây mình sẽ thưởng thức tiếp nào. Này, thịt ao vip kim mà dễ dễ chả lòi phải không? Ngon lắm cả nhà. Mình sẽ ăn dưa lưới. Ăn rồi. Nhà ơi cái quả này ngon lắm. Ngon lắm cả nhà. Ngon cực kỳ là ngon luôn á. Thế này thì bèo lắm luôn. Mê rồi chứ sự. Cảm giác như là quả này ngon nhất cả nhà. Đang con. Con lại đây ngồi ngồi ăn hoa quả với mẹ không mà ngồi thì cho ngoan nha. Vâng ấy, năm vâng ấy. Mấy thăm là đều xìa một. Con ăn không? Con ăn hoa quả với mẹ không này? Này. Ôi trời quá, ngon không? À, tranh đá con không bị rơi máy. Mẹ chụp ảnh, mẹ chụp ảnh nha, mẹ chụp ảnh. Con ăn chi? Whip cream con ạ. Con ăn dâu tây nha. Mấy cái gì? À, quả mâm xôi con ạ. Quả ấp oán màu đen. Ngon không con? Cái này Việt Nam có mì mà. À, mấy mì mân phèn phèn có ông mà chọc du rộp nó. Cái quả này xì tang đuôi nó. Cái quả ấp oán này thì nó có quả quả màu đỏ được cả nhà. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì không có đúng không ạ? Mình không thấy. Mình chỉ có thấy quả ấp oán nhỏ màu đỏ. Nhưng mà màu tím như này thì mình chưa khi nào thấy cả nhà. Rất là ngon. Phát thích làm rơi mày mẹ con. Làm rơi mày à? Con leo lên con làm rơi mày con mẹ chứ. Con ăn quả đi nè. Con ăn quả đi nè. Con thích ăn cái nha. Đây. Ăn cái đấy. Quả nho con ạ. À. Quả nho con có ăn được không? Rồi. Con này anh buôn cho mẹ nha. Nhá. Hả? Đi đi. Ok, wow. Buôn một quả nho. Rồi đi. Cho con một chùm này, đem lại đầu nó hai anh em ăn này. Đem lại cho anh luôn nha. Ok. Đi cẩn thận các con. Em bé nhỏ nhà mình như chưa thì ăn được những cái miếng to to như này, em bé nhỏ phải xay nhỏ nhỏ ra. Còn em bé lớn thì ăn hết, ăn tất. Nhưng mà không dám cho ăn nhiều những cái này, nó béo. Strawberry toàn đi bánh piêu một ít nổi nữa. Hả ta?
cái dâu tây mà chín hơn đây một chút nữa thì rất là ngọt cả nhà, nhưng mà nó đang sườn sườn như này này thì ăn hơi chua cả nhà. Hôm nào mà mua được cái dòng dâu tây mà đỏ chót hơn giống như mọi ăn rồi. Các bạn ơi, lê mà cũng ăn cùng với whipped cream này cũng rất là ngon cả nhà nhá, ngon lắm cả nhà. Trong là mình sẽ ăn sang dâu tây. Ngon tuyệt vời luôn. Năng con đang thở dài ra nữa. Cầm bốc ăn đi. Cái dâu tây mà có cái cuống xanh ở bên trên thì vẫn đang còn hơi chua một chút cả nhà, nhưng mà ăn với whipped cream thì nó rất là ngon. Ui, que quả nho. Dưới xuống rồi á. Con lặn đấy. Nha. No. Ăn được có mấy miếng thôi mà đã no rồi cả nhà. Hoa quả rất là tốt. Ăn nhiều nhiều thì càng tốt. Wow, cho bà phải, phải bóc ra. Đúng rồi, trời quá super. Nhìn mấy. Ui. Ôi trời ơi. Lắng lắng hay bà kinh còn. Wow, super. Hoa tích giỏi quá. Cho mẹ quà mà. Con cho mẹ quà mà. Con cho mẹ quà, đút cho mẹ quà. Đến cái gì lên phát triển. Cảm ơn cả nhà đã xem và chia sẻ video và đăng ký video cho hai vợ chồng nhà mình. Hôm nay như này là nhà mình đã sẽ kết thúc video tại đây, nên là cảm ơn các bạn nhé đã đồng hành cùng với gia đình mình mấy tuần qua, hai tuần qua. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, nhớ đăng ký, chia sẻ và xem video cho gia đình mình với nhá. Con quăng rồi hả? Ok, super. Ok, bye bye. Chào, chào, xin chào.